Xin chào các bạn, bố thắng hay là má phanh là cùng một tên để chỉ cái món phụ tùng vô cùng quan trọng này, bắt buộc phải có trên tất cả các dòng xe. Chi tiết này sẽ dùng để giảm tốc cho một chiếc xe máy, kiểm soát tốc độ, đem lại cái sự an toàn cho cái người điều khiển chiếc xe. Vậy mà có nhiều anh em chúng ta vẫn quên hay là không lưu ý đến là thay bố thắng thường xuyên để giữ an toàn cho chúng ta. Khi mà các bạn bóp tay thắng thì cái phần bố thắng này nó sẽ tiếp xúc với mặt đĩa, tạo ra một cái ma sát để cho chiếc xe của các bạn giảm tốc độ lại. Khi mà cái ma sát nó được tạo ra, đồng thời nó cũng mài mòn đi cái phần lớp bố này. Chính vì vậy mà sau một thời gian sử dụng, các bạn nên kiểm tra và thay bố. Nếu không thay bố, vẫn giữ bố đã bị mòn, hết bố để sử dụng, nó sẽ không còn thắng được. Thắng không ăn, phát ra tiếng kêu hay là thắng bị giật cục. Thì đó là những cái hiện tượng khi mà hết bố thắng các bạn không thay. Vậy thì khi bố thắng của các bạn đã mòn thì chúng ta phải thay loại nào? Được tại đây để mình dẫn các bạn đi tới sớm hai bánh, thay một cái loại bố thắng cực kỳ xịn sò và có danh tiếng rất là lớn, quen thuộc với mọi người, đó chính là Racing Boy. Racing Boy tạo được thị trường riêng cho mình bởi rất là nhiều những sản phẩm như là mâm nè, tay thắng, phuộc và nhiều món đồ chơi khác, trong đó có cả bố thắng của Racing Boy. Bố thắng cũng được chia thành bố thắng đĩa và bố thắng đùm. Đối với lại bố thắng thì các bạn nên kiểm tra lại sau khoảng từ 4 tới 5 ngàn cây đã sử dụng xem nó đã mòn hay chưa. Thì chúng ta sẽ phải thay mới sau khoảng 15 ngàn cây sử dụng. Đó chỉ là những cái con số ước chừng mà thôi, nó còn phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nè. Cách các bạn chạy xe, cách các bạn bóp thắng thì nó sẽ có những cái độ mòn nhanh hay chậm khác nhau. Khi mà các bạn cảm thấy mà xe của mình bóp thắng không còn ăn hay là phát ra những cái tiếng động lạ thì tốt nhất các bạn nên đem xe đến những cái trung tâm bảo dưỡng để người ta có thể kiểm tra xem là bố thắng của mình đã đến tuổi phải thay hay chưa. Vinh vừa mới xé hộp cho các bạn xem một cái cặp bố thắng của Racing Boy. Với cái phần mặt bố này sẽ được làm bằng ceramic cho nên nó sẽ chống nước cực kỳ tốt, cho hiệu suất phanh cao, lực thắng cực tốt và êm, độ an toàn cao, hạn chế tối đa tổn hại cho phần đĩa thắng, không bị kêu, bị cả trong quá trình sử dụng lâu dài. Bố thắng Racing Boy là cực kỳ chất lượng, thắng êm, mượt, giá thành lại phải chăng. Đối với lại bố thắng Racing Boy thì họ sẽ có một cái đặc điểm riêng, đặc trưng cho cái dòng bố thắng của mình. Đó chính là cái phần miếng sắt sau của nó là màu đỏ. Khi gắn lên xe, nhìn là người khác biết mình xài bố thắng xịn của Racing Boy liền. Ví dụ như con heo dầu này. Bố thắng của Racing Boy được hoàn thiện từ cái diện mạo bên ngoài cho tới hiệu năng sử dụng của nó. Còn về giá bán thì sao? Vinh cam đoan với các bạn mức giá bán cũng đẹp y chang như là cái diện mạo bên ngoài của cái mẫu bố thắng này. Đối với lại bố thắng đùm sẽ có giá là 125 cành một bộ, dành cho AB các đời, Lit Vario, SH Mod, BCX và kể cả Vision. Còn đối với bố thắng đĩa, mức giá dao động chỉ 90 cành một bộ mà thôi, dành cho những cái dòng xe như sau: bố đĩa cho Lit Vario, bố đĩa trước sau dành cho Winner, bố đĩa trước dành cho Way, bố đĩa Racing Boy trước sau dành cho Exeter 135, 150 và 155. Bố đĩa sau Racing Boy dành cho SH thì sẽ có giá là 100 cành. Toàn bộ mức giá kể trên được Vinh cập nhật vào tháng 2 năm 2023. Đối với lại bố thắng đĩa thì bên mình sẽ hoàn toàn miễn phí công, còn đối với lại bố thắng đùm thì bên mình sẽ tính công là 20 cành nha các bạn. Ngoài bố thắng Racing Boy ra, nếu như các bạn còn muốn tìm hiểu thêm về những cái dịch vụ và sản phẩm khác của Shop 2 Bánh, vui lòng lên website là shop2banh.vn, hoặc là cần tư vấn gì trực tiếp, mua hàng online có thể liên hệ với số online là 0938820202. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được Shop 2 Bánh đặt lên hàng đầu, cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.